Để đến tình hình thế giới năm 2022, một sự kiện rất đáng chú ý, không thể không nhắc tới, đó là chiến sự Nga-Ukraine đã kéo theo sự thay đổi của nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở vùng Donbass, miền đông Ukraine bắt đầu hôm 24 tháng 2 năm 2022. Chiến dịch này diễn ra theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước láng giềng. Dù phương Tây liên tục cảnh báo từ cuối 2021, nhưng nhiều người vẫn ngỡ ngàng khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Sau 10 tháng xung đột, Nga và Ukraine có vẻ đang trong giai đoạn chiến tranh tiêu hào, tập trung bắn phá hạ tầng của nhau. Cuộc xung đột không chỉ gây nhiều thiệt hại, thương vong cho cả hai bên, mà còn làm rung chuyển kinh tế thế giới. Tác động đáng kể nhất là giá lương thực phân bón nhiên liệu leo thang. Khủng hoảng nhân đạo cũng diễn ra khi hàng triệu người rời bỏ nhà cửa Ukraine hoặc chạy khỏi nước này. Cuộc xung đột cũng khiến Nga và phương Tây đối đầu căng thẳng, đồng thời thúc đẩy Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn gia nhập NATO. Đây là cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu sau Thế chiến II. Theo giới phân tích nhận định, chiến sự Nga-Ukraine sẽ tiếp tục kéo dài qua năm 2023, khi hai bên đều thể hiện thái độ cứng rắn, không sẵn sàng chấp nhận nhượng bộ để đàm phán. Trong khi Ukraine khó giành được thắng lợi hoàn toàn trên chiến trường, các biện pháp gây sức ép của phương Tây như áp trần giá dầu cũng khó hạ gục được kinh tế Nga. Trước hàng loạt đòn trực phạt của phương Tây, tình hình nội bộ Nga về cơ bản vẫn ổn định, còn Ukraine đứng trước nguy cơ khủng hoảng và kiệt quệ về kinh tế, khi GDP 2022 giảm khoảng 60%, tiếp tục phải dựa vào viện trợ của Mỹ và châu Âu. Những tuyên bố được đưa ra cho thấy hai bên đều quyết tâm cao, chưa có khả năng sắp ngồi vào bàn đàm phán, ngoại trừ đồng ý trao đổi tù binh và xuất khẩu ngũ cốc. Thời gian tới đây, Nga có thể tái chiếm những nơi Ukraine đã lấy lại Donbass, Odessa và các thành phố lớn khác, khiến xung đột tiếp tục leo thang. Một kịch bản khác là hai bên giằng co dẫn đến xung đột đóng băng. Giới phân tích hy vọng xung đột sẽ kết thúc trong năm 2023, trước khi Mỹ và Nga đều bước vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tóm lại, cuộc xung đột đã gây chia rẽ chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, mất an ninh năng lượng và lương thực trên khắp thế giới. Giá khí đốt có lúc lên mức cao nhất trong 14 năm. Liệu tình hình năm 2023 có khả quan hơn?